Vâng, một cái không khí thật là ảm đạm trong ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Đấy. Thì tất cả quý vị anh chị và bạn chắc là đang đi du lịch, đi hội hè, đi họp lớp, họp liếc, họp lính, họp liếc. Nên là ngày hôm nay thì mùng 1 tháng 5 thì rất là không khí ảm đạm tại bãi xe của em. Thì em cũng tranh thủ quay cho mọi người. Đấy, cái dàn xe hiện tại bên em đang có mặt tại cửa hàng. Đấy, tranh thủ buổi trưa ngày hôm nay thì quay lên cho mọi người xem. Đấy, rồi là chiều về cũng phải đi họp lớp một tí. Vâng, thì lần đầu tiên thì cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin gửi tới tất cả quý vị chị các bạn một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào thật là trân trọng nhất. Chúc quý vị chị các bạn có một buổi nghỉ lễ thật là vui vẻ, an toàn bên gia đình, bên người thân, bên bạn bè các bạn nhé. Thì hôm nay em cũng lên sóng review cho tất cả mọi người, quý vị anh chị và các bạn, một loạt những dòng xe bên em. Vâng, đường hôm nay còn vắng chứ không nói gì bãi xe các bạn nhé. Đường này còn rất là vắng luôn. Quý vị anh chị và các bạn nào xem xe hay là có nhu cầu mua xe thì hãy đến trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, để xem xe và trải nghiệm tất cả cái dòng xe, mẫu xe bên em. Vậy quý vị anh chị các bạn nào đang có nhu cầu mua xe thì đừng quên bấm vào nút like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để cập nhật tất cả cái dòng xe mới về bên em, được không ạ? Hôm nay thì bãi xe nhà em, anh em nó cũng một số anh em cũng lấy xe về đi đấy, để đi chơi du lịch rồi. Nên là còn một vài mẫu xe đang ở đây thì cũng báo giá nhanh cho mọi người thôi, báo giá nhanh còn về còn đi họp lớp các bạn nhé. Vâng, đầu tiên đây thì đây cũng tranh thủ buổi sáng thì cũng đi mua được một chiếc Innova 2008 bản G. Đấy, bản G nhé các bạn nhé, lưng form lưng như G hết rồi, xe rất là đẹp luôn. Form 209 luôn, biển Quảng Ninh, chính chủ biển Quảng Ninh. Xe rất là đẹp và không có đâm đụng va chạm. Đấy, các bạn nhìn thấy một chiếc Innova G 2008 mà còn đẹp như thế này. Đấy, đẹp cực kỳ, đẹp xuất sắc luôn. Máy gầm đại chất, nhìn cái via gầm của nó còn rất là đẹp. Lốp thì hầu như là mới cả dàn, la đang đúc thì lên như G, rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy lốp này. Đăng kiểm thì còn đến tháng 12 năm 2021. Con này thì chắc là bán loanh quanh tầm 200 triệu gì đấy. Và sản xuất 2008 nhá. 2008 biển 14A 12189 sơn si màu bạc. Đấy, các bạn nhìn thấy lốp lác của chiếc xe rất đẹp. Vừa mới đi mua về xong và phát biểu cảm tưởng của ông chạy chiếc xe này thì ông anh bảo chạy còn gấp vạn những con 2008, gấp vạn những con G thì chắc chắn là như vậy rồi. Xe rất là đẹp. Chung dòng này thì nó cũng qua dịch vụ nhưng mà chất lượng chiếc xe này khá là ok. Với cái tầm tiền thì nó cũng chỉ loanh quanh 200 triệu. Đấy. Đấy, nhô 200 một chút thôi thì cũng là khá là hợp lý để sử dụng. Đăng kiểm dài, màn hình đầu đài nguyên bản, chạy thoải mái. Đấy các bạn nhé, 2008 xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ hết. Tiếp theo vào trong bãi thì cũng báo giá nhanh cho mọi người. Đấy, lướt qua thôi. Đầu tiên đây là một chiếc Daewoo Gentra biển Thái Bình đây. Daewoo Gentra sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, máy 1.5, xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, một chủ từ đầu, biển 17K 9876, cái biển rất là đẹp luôn, 9876 hay còn gọi là 6789 khi tương đạo lộn lên. Cái xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá chỉ có 158 triệu thôi. 158 triệu các bạn đã sở hữu chiếc Gentra này Việt Nam nhé các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ đến với chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn, bản E xịn, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A68931 sơn si màu bạc, đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2021. Và hiện tại chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 255 triệu. 255 triệu các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Toyota Vios đời 2012 bản E xịn. Rất là đẹp cho mọi người. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo Gentra 2009, cũng là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Nghệ An, không khoa đục, không taxi, không dịch vụ, máy 1.5 số sàn. Và hiện tại chiếc này bên em đang bán với giá tiền là 158 triệu các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Chevrolet Avel. Với chiếc Chevrolet Avel này thì sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, máy 1.5, một mẫu xe gia đình, bản đủ, trang bị hệ thống ABS và túi khí, bô lăng 4 chấu, đầu đài màn hình âm thanh hay. Xe đẹp không lỗi, với giá tiền chỉ có 238 triệu thôi. Đấy, cũng lưng full đồ chơi hết nhé. Một chiếc Mazda 3 2004. Đấy, phiên bản số tự động, máy 1.6, màu vàng cát, vàng chanh, vàng sữa luôn. Đấy, xe được trang bị hộp số tự động, máy 1.6, sedan 2 đầu, đời 2004. Xe cũng khá là đẹp và chắc chắn, xe đẹp không lỗi luôn nhé.
Đấy, với giá tiền là 215 triệu. Vâng, 215 triệu đồng các bạn nhé. 215 triệu các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe Mazda 3 204 này, sẽ rất đẹp luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Chevrolet Cruze. Với chiếc Cruze này thì sản xuất năm 2010. Phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.6. Chiếc xe là tư nhân chính chủ của biển Lào Cai, 24A13951, sơn xi màu đen. Con này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 242 triệu. Đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2022. 242 triệu các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2010. Đấy, biển 16L3202. Con này thì chưa sang tên lần nào. Đấy, bản đủ, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2022. Vâng, một chiếc Hyundai Getz, xe một đầu, chạy rất là đẹp và lành chắc. Với giá tiền chỉ có bao nhiêu ạ? 168 triệu đồng. 168 triệu đồng một chiếc Hyundai Getz. Và tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Grand i10. Với chiếc Hyundai Grand i10 này thì sản xuất năm 2016. Phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.2, bản đủ sedan hai đầu. Tư nhân chính chủ biển Thái Bình, 17A22644, sơn xi màu bạc. Con này là xe gia đình nhá. Máy 1.2, bản đủ, với giá tiền là 302 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Honda Civic. Với chiếc Honda Civic này thì sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, máy 1.8, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa. Xe đẹp, không lỗi, không taxi, không dịch vụ, và giá cất lỗ sập sàn bây giờ chỉ có 245 triệu đồng thôi. Bên em bao rút hồ sơ, 245 triệu bên em chỉ bao rút hồ sơ cho mọi người thôi nhé. Một chiếc Avell 2016 với chiếc biển Hà Nội này, 30A38588 này, là một trong những cái dòng Avell số sàn đời 2016. Xe được trang bị động cơ máy 1.5, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, không khoa độc, không taxi dịch vụ. Giá tiền là 246 triệu đồng. Vâng, 246 triệu đồng. 246 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay chiếc Chevrolet Avell 2016 số sàn 1.5 các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, máy 1.2, một mẫu sedan hai đầu, biển 17A151066, sơ xi màu trắng, xe rất là đẹp và chắc. Con này thì em vẫn đang đi công vụ. Đấy, vừa đi Thái Bình mua xe về xong. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 292 triệu đồng. 292 triệu đồng một chiếc i10 sedan hai đầu, máy 1.2, xe gia đình. Đấy. Tiếp theo là một chiếc Daewoo Lazetti, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2009. Máy 1.6 số sàn, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Với giá tiền là 219 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lazetti nhập khẩu 1.6 số sàn nhé các bạn nhé. 219 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2006, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G xịn, xe gia đình. Xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, với giá tiền là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova 2007, biển 36A09687, sơ xi màu bạc. Con này thì cũng là bản G xịn, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, máy 2.0, ABS và túi khí đầy đủ. Con là bản G, em nói bản G, bản G, bản G, bản E, bản E nhé các bạn nhé. Con này hiện tại bên em đang bán là 262 triệu đồng. Tiếp theo đến với một chiếc Mitsubishi Zinger. Với chiếc Mitsubishi Zinger này thì sản xuất năm 2009, bản đổ số sàn, máy 2.4, máy xăng, biển 37A04702, sơn xi màu vàng cát, thật là đẹp. Đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2022, 7 chỗ ngồi, cao to, gầm cao, máy thoáng, xe rất là đẹp và chắc chắn cho mọi người. Giá tiền 255 triệu đồng. Cũng chỉ bằng một chiếc Innova 2006 thôi, nhưng mà đây là một chiếc Zinger 2007. Zinger 2009 bản đủ, xe gia đình nhé các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2013, phiên bản số sàn, bản E xịn, xe gia đình, biển 38A09925, sơn xi màu bạc, bản E xịn, xe đẹp không nỗi, giá tiền là 355 triệu đồng. 355 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2008, phiên bản số sàn, tư nhân chính chủ biển Thái Bình, 17A14468, sơn xi màu bạc. Đây cũng là một trong những cái dòng xe gia đình, không khoa độc, không taxi dịch vụ, hàng xe có thể nói là xe rất là đẹp, đẹp gắt tỉnh Thái Bình luôn. Cũng như Hải Phòng thì khó kiếm con thứ hai như thế này. Với giá tiền là 278 triệu đồng. 278 triệu đồng một chiếc Innova 2008 các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Kia Carnet 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.6, biển 30E17125, sơ xi màu bạc.
Với chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng cho các bạn đã sở hữu được ngay một chiếc Kia Carens số sàn 7 chỗ ngồi đời 2010, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, trang bị động cơ 1.6. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2000, Toyota Innova sản xuất năm 2010. Bản G xịn, một mẫu xe gia đình, không khoa đục, không taxi, không dịch vụ, biển 99A-125-01 sơn si màu bạc. Con này hiện tại bên đây là chào bán với giá là 308 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Kia Carens 7 chỗ ngồi, số tự động đời 2011, máy 2.0, bản full cửa lóc, ghế điện, biển 89A-24398 sơn si màu bạc. Con này hiện tại bên đây là chào bán với cái giá là 319 triệu đồng. 319 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Isuzu Highlander, một chiếc Isuzu X-Trail máy dầu 2.5, 7 chỗ ngồi, sản xuất năm 2004, phiên bản số sàn, máy 2.5, biển 37 nhé các bạn nhé. Giá tiền là 169 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Ford Transit bán tải van 3 chỗ ngồi, tải trọng là 1.150 kg, biển Hà Nội, sản xuất năm 2008. Con này thì xe thùng của nó rất là kín. Và đặc biệt con này thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 165 triệu đồng. 165 triệu đồng một chiếc Ford Transit tải van 3 chỗ ngồi. Và đằng sau là một chiếc 209 với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 170 triệu đồng. Tất cả đều như nhau hết các bạn nhé. Hơn đời thôi. Đấy. Báo giá nhanh cho mọi người. Mọi người xem video của em mà ưng mẫu xe nào thì bật chuông thông báo lên. Đấy. Hoặc là có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Em sẽ gửi cho các bạn video clip full chi tiết về chiếc xe. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Innova 2008 đăng ký lần đầu 2009, biển 34A21604 sơn si màu xám ghi. Con này là bản G xịn xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, biển 34A, biển của tỉnh Hải Dương, với giá tiền là 276 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Innova 2007 phiên bản số sàn, máy 2.0, bản G, lưng như G rồi, không thiếu cái gì, lưng full như G rồi. Biển 17A19399 sơn si màu bạc. Con này hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 199 triệu đồng. 199 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2007 phiên bản số sàn, bản G xịn. Một mẫu xe tên tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, máy 2.0. Giá tiền bên em đang bán là 255 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Ford Everest máy dầu, một cầu số tự động đời 2011. Đấy, form mới, máy điện, biển 86A12275, sơn si màu đỏ. Con này trang bị 7 chỗ ngồi, số tự động. Đấy, máy dầu, một cầu thôi. Đấy. Con này thì hiện tại bên em đang chào bán với cái giá là 428 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova 2015 màu vàng cát, máy 2.0, số sàn, biển Hà Nội, 7 chỗ ngồi, một chiếc Innova form mới với giá tiền chỉ có 395 triệu đồng thôi. Và trang bị động cơ 2.0, hệ thống ABS và túi khí đầy đủ, điều hòa 3 dàn, gương kính chỉnh điện la răng phay. Đấy, hệ thống form rất là đẹp, xe đẹp, không lỗi, với giá tiền là 395 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2003, đăng ký lần đầu 2008, xe được trang bị hộp số tự động, máy dầu 2.0, xe được trang bị hệ thống cửa lóc và hệ thống ghế điện đầy đủ, mọi 7 chỗ ngồi, biển 98A30403 sơn si màu đen. Con này hiện tại bên em đang bán là 248 triệu đồng. Một chiếc Kia Carens 2009 phiên bản số tự động, máy 2.0, bản đủ cửa lóc, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển của tỉnh Thái Nguyên, 20A46092 sơn si màu đen. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em cũng đang chào bán với cái giá là 279 triệu đồng. 279 triệu đồng các bạn đã sở hữu chiếc Kia Carens này. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Innova 2007 phiên bản số sàn, bản G xịn, cũng là xe gia đình, tư nhân chính chủ, không khoa đục, không taxi, không dịch vụ, biển 30F49039 sơn si màu bạc. Con này hiện tại bên em đang bán là 262 triệu đồng. Vâng, tiếp đến thì cũng là một chiếc Innova 2012 phiên bản số sàn, bản E xịn, máy 2.0, biển Hà Nội, 30F68341 sơn si màu bạc. Con này bản E xịn, tư nhân, biển Hà Nội, với giá tiền là 345 triệu đồng. Đấy, 212 các bạn nhé, 345 triệu đồng.
Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Innova 2013 bản E xịn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển Hà Nội 29A74679. Chiếc xe này hiện tại bên em đang bán là 385 triệu đồng, một chiếc Innova 2013 bản E xịn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội luôn. Đó. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Venna sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.4. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 30S80995, sơn xi màu bạc. Con này 2010 thì nó lên form mới rồi, đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2022. Và hiện tại chiếc xe này đang bán là 205 triệu đồng. Đấy, 205 triệu đồng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, máy 1.5, bản limo lưng kịch, biển 14A16295, sơn xi màu trắng. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng. 199 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay chiếc Toyota Vios 2010 phiên bản số sàn này. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn 2012, phiên bản số sàn, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, với giá chỉ có 159 triệu đồng thôi. Một chiếc Hyundai Grand i10, một mẫu xe bản đủ, trang bị động cơ 4 máy 1.1 la răng đúc, ABS và túi khí đầy đủ, form của nó là form cũ, với giá chỉ có 159 triệu. Một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn, bản limo lưng kịch, biển 15A24710, sơn xi màu đen. Con này thì biển Hải Phòng, tên tư nhân, với giá chỉ có 209 triệu. 209 triệu các bạn đã sở hữu ngay chiếc Toyota Vios 2010 này, 2011 này các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta đến với một chiếc Corolla Altis sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.8 bản G, một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Quảng Nam, với giá tiền hiện tại bên em đang bán là 275 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.25 màu vàng nguyên bản không đổi màu, biển 15A16507, sơn xi màu vàng rồi, đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2021. Đấy, con này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, một mẫu xe bản đủ, tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A17302, sơn xi màu trắng nguyên bản không đổi màu, đăng kiểm dài đến tháng 7 năm 2022. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang sập sàn cắt lỗ cho các bạn, chỉ còn có 220 triệu đồng thôi. Bản đủ, máy 1.0, xe nhập khẩu, tư nhân. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Toyota Wigo, để góc này thì nó hơi bẩn một chút thôi. Toyota Wigo sản xuất năm 2018, phiên bản số sàn, máy 1.2, một chủ từ đầu, màu đen, biển 12A10570 của tỉnh Lạng Sơn. Với chiếc xe này thì hiện tại là một chủ từ đầu sử dụng, mới chạy được có mấy vạn thôi. Và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này với cái giá tiền là 288 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp ngân hàng các bạn nhé. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Indonesia và đang là một trong những dòng xe hợp lý nhất đến nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, bản G, lưng như E, biển 15A51050, sơn xi màu đen. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc xe Toyota Vios 2014 bản G, máy 1.3, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Một chiếc xe Daihatsu Zeti SE số sàn 1.6, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hải Phòng, 15A24040. Con này sản xuất năm 2010 và giá tiền bên em đang bán là 238 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Accent. Với chiếc Hyundai Accent này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.4. Con này thì số sàn, sản xuất năm 2011, máy 1.4. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá là 292 triệu đồng. Một chiếc Toyota Vios bản E xịn đời 2014, máy 1.5,
Chiếc xe này thì đã rút hồ sơ rồi về các bạn quý vị anh chị, các bạn chỉ cần bấm biển vào tên thôi, màu đen, và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 325 triệu đồng bên em bao vào tên cho mọi người. 325 triệu đồng bao vào tên nha các bạn nhé. Một chiếc Hyundai Grand i10 2014 bản đủ. Đấy, tên tư nhân, biển Hải Phòng, màu trắng xịn, không đổi màu, máy 1.0. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 225 triệu đồng. Đấy, đời 24, đăng ký lần đầu 2015. Bản đủ, máy 1.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Và một chiếc i10 2015 phiên bản số sàn. Đấy, con này thì cũng máy 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, màu trắng xịn, không đổi màu. Biển 15A22362, sơ si màu trắng. Với chiếc này hiện tại bên em đang chào bán là 210 triệu đồng, bên em bao hồ sơ, bao vận chuyển và hỗ trợ vào tên cho quý vị chị các bạn nhé. Đời 2015. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014, cũng là một mẫu xe bản đủ xe gia đình. Tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A17487, sơn si màu trắng. Con này thì nó là tên tư nhân, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, máy 1.0, bản đủ, đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2022. Giá tiền bên em đang bán 215 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, bản đủ xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Lạng Sơn. Xe thì không kinh doanh taxi dịch vụ, máy 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, và giá tiền là 258 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, máy 1.25, biển 18 của tỉnh Nam Định, 05212, sơ si màu xám ghi lông chuột. Con này hiện tại bên đang bán là 199 triệu đồng, đời 2015. Một chiếc Toyota Wigo sản xuất năm 2019, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.2. Con này thì chính chủ, biển Hải Phòng luôn, không taxi dịch vụ, máy 1.2, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Indo, với giá tiền là 302 triệu đồng, đời 2019, số sàn các bạn nhé, 302 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova 2014, phiên bản số sàn, bản e xịn xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, màu bạc, 15A44137, giá tiền là 408 triệu đồng. Và một chiếc Innova 2014, cũng là một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Thanh Hóa, 36A54866, sơn si màu vàng cát. Con này thì xe thì rất là đẹp, tư nhân, không khoan độc, không taxi dịch vụ, đời 2014, giá tiền là 405 triệu đồng các bạn nhé. 405 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay và luôn về những chiếc xe như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Chevrolet Avell 2015, phiên bản số sàn, một trong những cái dòng xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Yên Bái và sedan hai đầu, máy 1.5, số sàn các bạn nhé. Giá tiền hiện tại bên em đang bán với chiếc xe này là 238 triệu đồng các bạn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Carens 2009, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản đủ xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Với chiếc xe này đang đeo biển 30A00292, sơn si màu bạc. Con này hiện tại bên em đang chào bán là 248 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 38A34278, sơn si màu bạc, đăng kiểm dài đến tháng 8 năm 2021, và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 150 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay chiếc Hyundai Getz. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.25. Chiếc xe này thì đã rút hồ sơ rồi, về anh chị và các bạn chỉ việc bấm biển vào tên thôi, với giá là 205 triệu đồng bên em bao vào tên cho mọi người. Vâng, sản xuất năm 2015 các bạn nhé. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, số tự động, một chủ từ đầu, biển Hải Phòng, 15A12766, sơn si màu đỏ. Xe thì rất là đẹp cho mọi người, cứng xe, không lỗi nhỏ các bạn nhìn thấy. Giá tiền hiện tại chiếc này em đang bán là 243 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe này, rất là ok. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về một loạt những cái dòng xe bên em.
Đấy, quý vị anh chị các bạn nào có nhu cầu mua xe xem xe thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em. Địa chỉ thôn 1 xã Bắc Sơn huyện An Dương thành phố Hải Phòng. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Các bạn hãy bấm cho em một lần like, một lần đăng ký kênh và chuông thông báo lên để cập nhật tất cả các dòng xe mới về. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.